Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã thành kính dân hương, dân hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Khu di tích lịch sử quốc gia Bò Hèn là nơi tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân các cán bộ chiến sĩ đồn 209, công an nhân dân vũ trang Bò Hèn, nay là đồn biên phòng Bò Hèn, nhân viên thương nghiệp Bò Hèn, những cán bộ chiến sĩ trung đội tự vệ lâm trường Hải Sơn đã hy sinh anh dũng ngày 17 tháng 2 năm 1979 để bảo vệ biên giới của Tổ quốc và những chiến sĩ đồn biên phòng Pò Hèn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ từ năm 1980 đến năm 1991. Ghi sổ lưu niệm tại khu di tích, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định những chiến công và sự hy sinh anh dũng của các đồng chí, các anh, các chị là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước quả cảm, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất, tô đẹp thêm truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. Đại tướng Phan Văn Giang đã tới thăm tặng quà các đối tượng chính sách và các em học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng. Thăm đồn biên phòng Pò Hèn, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã góp phần chăm lo xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung vững mạnh. Bộ trưởng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn nắm chắc tình hình, tổ chức quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ và các quy định của quân đội, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh và hệ thống chính trị cơ sở. Phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng ở khu vực biên giới. Chúng ta không thể quên lịch sử và cũng từ lịch sử chúng ta sẽ làm nên những cái bước tốt hơn, bền vững hơn, đoàn kết hơn. Di tích lịch sử mãi mãi được ghi danh nhưng di tích lịch sử này phải là cái bước đệm để chúng ta bước tiếp những cái bước tốt hơn các Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, lực lượng bộ đội biên phòng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, làm tốt công tác dân vận và giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương để phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, quan tâm và chăm lo cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà Ban Chỉ huy quân sự thành phố Móng Cái và các đồn biên phòng Bắc Sơn, Quảng Đức thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh.